Vâng, xin chào các bạn đến với kênh Kia Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu các bạn một chiếc xe đua đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức, Coratec. Và đây là chiếc xe Coratec Dolomite được trang bị bộ chuyển động của Microchip 10 tốc độ. Gần như là bộ chuyển động cuối cùng của Microchip, và được trang bị càng carbon các bạn nhé. Vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, đây là chiếc xe Coratec Dolomite. Tông màu chủ đạo tông màu trắng. Điểm nhấn là những đường sơn màu ghi và màu xanh. Coratec màu đen ở giữa các bác nhé. Mình sẽ lướt qua hình thức chiếc xe. Và trên khung xe em có thấy có một cái tem Design Germany được thiết kế tại Đức các bác nhé. Thường thì những chiếc xe mà về trang bị microchip thì chỉ có 8 tốc độ, 8 tầng lít. Nhưng đây em về một chiếc 10 tầng lít. Gần như là một bộ cấu hình trùm cuối của dòng microchip này. Chuyển động của microchip thì em đánh giá là tương đương với Shimano, chuyển động rất là tốt, chuyển động rất êm. Với bộ cam nốc, cam inox chống rỉ, giúp các bác đi đường mưa thì không bị rỉ sét nhiều. Giạt đĩa của Microsoft coi nhé, đồng bộ theo xe. Đồ đĩa trục rỗng. Những bác nào tìm hiểu về xe đạp thì không còn xa lạ với thương hiệu mà Coratec nữa. Thương hiệu rất là nổi tiếng của Đức. Làm ra những chiếc xe đua và địa hình rất là chất lượng. Uno cũng là một hãng làm phụ kiện xe đạp rất là nổi tiếng trên thế giới. Cọc yên Uno các bác nhé. Ford và Giddon của Uno. Càng carbon của Coratec. Càng carbon. Cùng với bộ phanh ba mảnh của Jadid. Chứ bác nào còn lạ lẫm với dòng mà bộ chuyển động microchip có thể lên Google search thêm. Đây, bộ tay lắc microchip 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa. Cho xe tổng là 30 tốc độ các bác thay đổi. 30 tốc độ so với dòng xe đua rất là nhiều sự thay đổi về chuyển động cho các bác. Cắm trước đây. Cắm inox rất sáng và bóng luôn. Pedal bạc đạm. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đo chiều cao xoay đứng của xe. Xe có chiều cao xoay đứng là 47 các bác nhé. Ngang 51. 1m6 đến 1m7 đi với chiếc xe này. Với 10 tầng lít. Lên lít. Với bộ chuyển động của Microsoft thì chuyển động rất là tốt các bác nhé. Và nhiều tốc độ hơn so với xe đua thông thường. Với 3 tầng đĩa. Lên đĩa thôi.
Vâng. Biển báo rất tốt các bạn nhé. Một chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức, xe đua. Bánh quay rất là bon. Vâng, em vừa đánh giá chiếc xe Coatec Dolomite. Chiếc xe được trang bị full một group của Microchip 10 tốc độ và càng carbon. Chiếc xe đã được bán tại cửa nghe với mức giá là 8.500.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại cửa nghe. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.